Clip mới để xin được giới thiệu với anh em về một cái combo máy hát đĩa than ha, tích hợp ampli cũng như là radio cassette đầy đủ trong đó, một cái combo máy hát đến từ thương hiệu Sharp, một trong những cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Nhật anh em ha, chuyên về dòng cassette ha. Thì con này là Sharp GS7, như anh em có thể thấy trên màn hình, model là GS7 ha. Con này về full đồ đầy đủ đầu ha, rồi một thân máy, hai loa hai bên, và dưới đây là một cái hộp để băng ha, cái hộp anh em có thể để băng cassette trong đây, những cái vật dụng cần thiết để đây. Cái hộp này là zin của heo combo này luôn ha, nó có model là AD 17, có thể tháo rời ngoài ha, zin nè, băng ở luôn đây. Số bộ về thì nó sẽ không có cái hộp này, nhưng mà bộ này nguyên zin là sẽ có complete đầy đủ luôn ha, hoạt động cassette nè, đĩa than nè, radio AM FM nè, con này màu trắng, nhà rất là đẹp, và độ mới phải trên 90% anh em ha, hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng. Thì anh em cũng có thể thấy thì đang chơi em cassette ha. Chết trên sông. Kích thước thì sẽ đo để giới thiệu với anh em luôn, nếu mà mình ghép lại nguyên bộ thì lo là có thể để rơi được nha nè, tùy chúng tôi. Kích thước này là 72,5 cm, 72,5 cm nha anh em, chiều cao không tính mở nắp mông thang là 28,5 cm, nếu anh em tính luôn mở nắp mông thang là nó sẽ lên vào khoảng 55-56 cm ha. Cần đĩa than là full auto nha, cần tự động vào và hết đĩa cũng sẽ là tự động ra ha. Sơ bộ về cái con GS7 này thì đi sâu vô sẽ test máy cho anh em tham khảo ha. Đây là em quay cái phần đít máy luôn cho anh em. Đây, hộp zin theo máy nè, tem của hộp này ha. Đó. Và đây là tem của máy nha. Hàng nội địa Nhật là AC 100V, anh em lưu ý giúp em ha. Hai đường loa và đây là những cái đường anten kết nối anten AM FM ha. Ok, thì sẽ tiến hành vào test cho anh em, thì sẽ để ở chế độ đĩa than và nó là cần tự động, chỉ cần bấm play cần sẽ tự động vào và rớt đĩa ha, và hoạt động thôi, cần vào hạ cần. Đó. Có volume chép 3 lần và đây là volume, đây volume micro nha anh em ha, cổng đĩa than, cổng cassette FM AM, cắm micro, file đại nằm trên đây. Anh
anh em có nhu cầu giao lưu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em ha. Số điện thoại cũng như Zalo 0908217658. Em Huy Dũng Tàu, em giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Còn máy tích hợp đĩa thang cassette radio Sharp GS7 đến từ Nhật nha. Có một cái tay để nâng cần khi dời bài, nó rất là tiện cho anh em dùng ha. Đó, thì anh em sẽ dời vào cái vị trí bài nào anh em thích thì anh em sẽ hạ cần để nhấn xuống. Nắp mica là trong suốt có màu khói, có thể nhìn xuống ở trên đây rất là đẹp ha, đĩa quay ha. Bây giờ chuyển qua radio thì đó là FM. FM đó là nội địa Nhật, FM nó 90, nó sẽ không tới đài anh em ha. Những chỗ gần đài, những chỗ thoáng anh em sẽ bắt được phần 88 hoặc là trên 90 một tí xíu là sẽ bắt được vài ba đài ha. Rồi soi là ok. À đây là AM. Phai đài đây ha. Cháy, xử lý các tai nạn sự cố nhanh chóng và hiệu quả nhất. 610 MHz. Ok, thì nếu mà muốn ngưng phần đĩa thang này thì sẽ bấm vào xin tớp, cần sẽ tự động nâng lên và ra và ngưng phần đĩa thang nha anh em nha. Ok, có nghĩa là ngưng đĩa thang. Bây giờ em sẽ test phần băng cassette với cái băng của Bắc Duy Khánh ha. Volume bật chế độ lay. Hơn, ha. Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu dày, lừa thù nó đôi mắt, chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không ngấm gió phương xa. Thì qua cái clip ngắn này giới thiệu về cái bộ complete cassette đĩa thang cũng như radio đến từ thương hiệu Sharp ha, GS7 ha. Đủ bộ bao gồm hai đôi loa, hai loa và một cái hộp để vật dụng để băng ha, và cục máy control cũng như mâm thang thì hoạt động hoàn hảo hết và rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm những trong cái phòng không gian nhỏ và trưng bày ha. Anh em có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ với em ha. Số điện thoại cũng như Zalo 0908217658. Em Huy Dũng Tàu, em giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Clip tới đây cũng xin kết thúc nha.
Trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi list cũng như là thường xuyên, và sẽ là những người tiếp theo ủng hộ những sản phẩm của shop. Xin được hẹn gặp lại anh em với những cái list tiếp theo, sẽ giới thiệu đến anh em những sản phẩm mới hay độc và lạ. Em trân trọng cảm ơn và kính chào anh em.